Thời gian qua, các tổ COVID cộng đồng ở phường Hòa Hải, quận Hoàng Sơn đã phát huy vai trò hiệu quả trong việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, hỗ trợ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Liên tục từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát trên địa bàn thành phố, cùng với các thành viên của tổ COVID cộng đồng, khu dân cư 8B, phường Hòa Hải, ông Phùng Đình Anh trở thành cộng tác viên tích cực, sử dụng chiếc xe tải chở hàng của mình, trang trí thành xe tuyên truyền, chạy quanh các con đường trong khu dân cư để truyền tải các nội dung về chủ trương phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố đến từng hộ dân. Theo cái tâm huyết của mình thì có cái gì thì mình là ủng hộ để cùng làm với trong cái tổ dân phố cũng như cái đội COVID-19. Có sự mà tuyên truyền dịch COVID là mình phải có cái ý thức để cho mà coi như mình giữ được cái sự mà lây lan dịch COVID. 117 thành viên của 39 tổ COVID cộng đồng phường Hòa Hải đã và đang trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực của địa phương trong thực hiện truyền thông, vận động, nhắc nhở người dân các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện tốt việc kiểm soát dịch COVID-19 tại khu dân cư thông qua việc quản lý các chốt kiểm soát lưu thông ngay sau khi thành phố triển khai chỉ thị số 05 về cách ly toàn xã hội. Đi từng ngõ gõ từng nhà, vận động dân nhà nào ở yên nhà đó, mỗi nhà thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, các tổ COVID cộng đồng phường Hòa Hải nói riêng và các địa phương khác trên địa bàn thành phố nói chung đã góp phần tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các chủ trương chung của thành phố cũng như mục tiêu kép của chính phủ, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.